Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại thì chú Tấm Sang cũng đã trực tiếp xuống hiện trường tại cái khu vực cầu Rạch Giá để trực tiếp tìm thi thể của bé Ngọc 8 tuổi nha cô chú anh chị. Thì lúc sáng thì đội cứu hộ của chú đã xuống trước, thì bây giờ chú với Mưa mới tới hiện trường luôn. Thì chú đang ngồi trên xe, hình như là đang ăn vội bữa cơm gì đó thưa cô chú anh chị. Chú Tám nè, vì ở đây thấy nè, Tám đang ngồi trên xe nha cô chú anh chị. Sau khi các anh em của đội của chú vừa mới xuống thì giờ chú mới xuống tới nè. Tám mới xuống thì thưa chú cháu, Tám vừa qua đó có không? Vô chưa? Cái chú đó, chú Tám mới chia sẻ mà cái tìm cái cách mà để tìm được ra được bé Ngọc á, là cũng như cái mở màn á chú. Hãy có người dân ta lại ta nói vậy, nói mình đây đó, Tám thi thể nó quăng vỉ á, nó sẽ nổi mỡ lên. Thì theo chú Tám nghĩ thế nào chú? Tám nghĩ sao? Dám bình luận cái cách nó tìm được không chú? Bữa nay cái phương án của mình tìm là tìm ở đâu chú Tám? Khơi hả chú? Chỗ máy lớn giờ nên cho khơi luôn. Dạ, ra khơi ra biển luôn. Đây là hiện nay là có cái hành trình tìm kiếm có hình có điều gì đó nó cũng đẹp ha. Chú đi từ tối ngày qua tới giờ mình ngủ dọc đường. Có chú chỉ biết là chú ngày qua giờ là nói chuyện ở Sài Gòn, về Sài Gòn tranh thủ một chút thời gian chạy gấp xuống này để tiếp tục hành trình tìm. Ngủ gà cũng gặp luôn. Nguy hiểm quá, chú Tám ngủ gọc mà để chạy xe thấy nguy hiểm dữ á. Nỗ lực xuống để quá nỗ lực rồi. Tại chú Tám hứa rồi mà. Giờ chú đếm nè. Đếm bao nhiêu cái máy đếm. 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 Quá. Mấy cái không? Còn cô gái nữa đó thì đếm. Chú có thể chia sẻ là từ Sài Gòn là đi qua cỡ tầm mấy giờ chú khởi hành chạy xuống đây chú? Sao chú Tám đậu cái nón lại vậy? Mắt mở không lên luôn á. Chú có thể chia sẻ cho mọi người được biết là tự qua mà từ khi mình về trên Sài Gòn để mình có việc nhà rồi mấy giờ mình mới khởi hành quay trở lại đây chú? 2 giờ sáng. 2 giờ sáng à, là mình chạy xuyên suốt tới giờ luôn ha. 2 giờ sáng mình cố gắng chạy gấp để đến đây để thưa bà con. Hiện tại thì chú Tám đường xá xa xôi từ 2 giờ sáng đến đây để ủng hộ cho Ngọc. Vì cái lời chia sẻ của chú kia là trong kinh nghiệm 30 năm, chú đó đi biển 30 năm á, chú đi biển 30 năm mà cái cách để tìm ra cháu Ngọc đó là bằng cái mở màn người phong thủy á nổi lên, có chia sẻ thêm mà kinh nghiệm của chú đó là 30 năm luôn á. Rồi bây giờ chú đang gọi là chuẩn bị thao tác gọi là ra hành trình tiếp tục tìm kiếm nha con chú chị. Đó, đây là chắc là dụng cụ để đi tìm cứu hộ đây ha. Dụng cụ này để đi đi tìm kiếm nè con chú chị ơi. Đầy đủ luôn ha, rất là chu đáo. Chu đáo luôn. Đầy đủ mọi thứ, bình oxy, băng ca đầy đủ, không thiếu gì hết. Cũng vừa từ Hồ Chí Minh xuống 2 giờ sáng thì chú đã khởi hành xuống tới đây. Thì hiện tại bây giờ cũng 11 giờ trưa rồi của anh chị, và cái phương án mà ngày hôm nay là đi tìm kiếm là chú Tám nói là sẽ đưa một số cái máy lớn xuống để ra ngoài khơi luôn, tức là ra ngoài biển để tìm kiếm. Cái này là chuẩn bị hình sẵn rồi chú. Đâu chú cầm lại con chụp tấm hình đó chú. Chúng ta đang nói là bậy không nói gì đó. Yên tâm, mình làm đúng sự thật, đừng tin nó lừa đấy chú ơi. Đâu có làm bậy bạ đâu chú. Là chú cũng có hình rồi chú ơi. Cái khung di ảnh đó cô chú chị, nếu mà tìm gặp là có ảnh sẵn cho cái khung di ảnh. Rồi chuẩn bị một ít thông tin cho bà con gần xa quan tâm biết đó. Cũng mệt, hỏi ông nghe thôi. Cho con
chú có thể chia sẻ là hai ngày liền mình tìm kiếm có những cái điểm nào mà để cho mình cảm giác nó có cái phần nào đó không chú? Đi liên tục, mọi ngón nhấp, mọi gốc cây. Dạ. Chung là cũng gắng nỗ lực hết mình ha. Cũng thấy chú đội chú đồ tìm thì cũng vất vả tới nỗi mà ăn cơm trưa cũng không dám vào nghỉ trưa, ngồi luôn ngoài sông ăn luôn. Này uống thuốc cũng rất là muốn gì đây gặp. Này tới nỗi mà bây giờ nhìn chú không rất là cảm giác đuối luôn cô đến vậy. Chú này chú ổn mà không lớn nè. Chạy xuyên suốt nè. Đầy đủ đồ nghề luôn. Đó con chích luôn, anh nào muốn chích chú Tám chích luôn nha. Còn ai đau lưng nhức mỏi thì có keo cho bóp luôn. Của chú Tám. Còn ai mà hiếu oxy chú Tám có oxy cho hở luôn nè. Tôi thở không nổi luôn á. U hết oxy rồi. Bù ghét hết oxy luôn rồi. Mấy ngăn chúc chú Tám nhiều sức khỏe rồi chú Tám ơi. Sao chú? Bữa nay thôi hả? Gắn bữa nay hả? Nhưng mà bữa nay mà là hết bữa nay, gắn hết bữa nay, nếu không được là cũng xin chịu chấp nhận thôi, chấp nhận chịu thôi. Dạ chưa. Thế anh em cũng đã cố gắng hết rồi, sao giờ? Thì nói chung là chú cũng nỗ lực trong cố gắng trong việc tìm kiếm 3 ngày liền. Xuyên suốt 3 ngày là bữa nay là ngày cuối cùng của chú đi tìm cái nào. Mà bữa nay mà tìm không được thì chú cũng là cố gắng hết mình nỗ lực luôn. Tại vì nói chung cũng mười mấy ngày rồi, cũng nói chung là cũng khó rồi, nhưng hy vọng thôi. Cái chuyện việc tìm kiếm cũng rất rồi, là rồi xong rồi. Ngã ngựa luôn rồi, ngã ngựa luôn. Thế nào hồi chú cũng ngã quỵ à. Thế nào hồi chú cũng lép lên YouTube thấy ngã quỵ, ngã ngựa gì bật ngửa luôn rồi. Thế nào chiều tối tôi phải khỏe đi con một trộn một dấn. Ok rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Rồi rồi cảm ơn chú nữa nha, chú nhiều rồi.
vô cái đội cứu hộ được nha. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.